Hello hello. Hello hello, thầy Tùng gửi lời chào tới tất cả các bạn học sinh. Các em vào xem livestream nghe được tiếng thầy Tùng thì gõ số 10 vào trong ô chat nhé. Hello hello. Thầy Tùng đã thấy có hơn 200 bạn vào xem livestream rồi. Một động tác rất quen thuộc khi mà vào xem livestream của thầy Tùng đó là thả tim lắc máy đúng không? Hello hello Ồ oh, ôi oh. 2k6 cũng vào ôn bài với các bạn Các em luôn à. Tối ngày hôm nay là thay facebook của thầy là cũng ngập tràn tin nhắn của các bạn Các bạn báo tin là em đỗ Rồi cũng có những cái bạn thì chưa được may mắn Hello, hello. Có bạn nào mà 2K6, thậm chí 2K5, 2K4 cũng đang ngồi xem livestream không? Năm nay có gửi gắm đứa em 2K7 nào ở đây không? Hôm nay thì là buổi thứ 3 của khóa học biết phí. Nếu các bạn nào mà đã đồng hành cùng với hệ tùng trong khóa học miễn phí năm nay thì mình biết là buổi đầu tiên chúng ta đã hệ thống toàn bộ những kiến thức cơ bản và trọng tâm mà chương trình thi lớp 12 chương trình mới nó sẽ có. Buổi thứ hai thì chúng ta đã đi học về một cái chuyên đề cụ thể, đó là vị trí địa lý của Việt Nam và ngày hôm nay buổi thứ ba cũng là buổi học cuối cùng của khóa miễn phí trước khi chúng ta bắt đầu khóa học mới chương trình thi của năm 2025 thì đó là buổi chữa bài tập chuyên đề vị trí địa lý phạm vi lãnh thổ đó, còn đề này Cái form đề này File đề thi Thì thầy có gửi trong nhóm cho chúng ta rồi Các bạn nào mà chưa biết cách đăng ký cái khóa miễn phí đó Thì các bạn nhắn tin về fanpage địa lý thầy Tùng Trong đó thầy có đăng cái phiếu này lên rồi Nhá Rồi hôm nay thử 2K6 xuất hiện ở đây Comment cùng với các em 2K7 xem còn ôn Ôn lại bài xem còn nhớ tí nào không nhá 2K7, 2K6 Các bạn đã sẵn sàng chưa à, Nếu như mà sẵn sàng Thì comment sờ sờ vào trong ô chat Thầy nhớ em không ngạ à? em hay chia sẻ với tim lúc thầy like tiktok nè em đậu biên phòng rồi thầy ơi em nhắn với thầy bên zalo mà chưa lý bạn. À? Ồ thầy chúc mừng Trịnh Duy Minh cái tên này rất quen thuộc này này thầy rất hay gọi tên uh, Duy Minh lúc mà live stream ở trên tiktok đúng không Thảo Nhi Tân sinh viên chào thầy đấy bây giờ là hôm nay là chào thầy Tùng trên một cương vị mới rồi đúng không? Đấy bạn anh chị nào muốn nhà vía Đỗ đại học cho các em Đỗ nguyện vọng một cho các em thì nhà vía vào trong ô chat nhá. Còn các em 2K7 bạn nào muốn nhận vía thì comment nhận vía nhá. <laughs> rồi sẵn sàng rồi thì thầy xin mời các bạn cùng bình luận với thầy Tùng. À, nếu như đây lần đầu tiên các bạn xem live stream của thầy Tùng thì hãy nhớ rằng khi bình luận đáp án các bạn bình luận thêm con số ở đằng trước để thầy biết là các bạn đang bình luận ở câu số bao nhiêu nhá. Câu đầu tiên câu 1 2 3 4 nào. 1 2 3 4. Nơi xa nhất về phía nam trên đất liền của nước ta thuộc tỉnh trên đất liền về phía nam thì đó là tỉnh Cà Mau đúng không ạ? Rất dễ. Đây chính là điểm cực nam của Việt Nam. Lụy thầy lắm hả Thu Thủy? Câu số 2 cũng là câu hỏi ở mức độ chỉ ghi nhớ thôi. Ở khu vực châu Á thì nước ta có vị trí ở phía. Mình nằm ở khu vực nào của 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 châu Á các bạn nhỉ? Cái khu vực của mình nằm đó là khu vực Đông Nam Á. Như vậy mình nằm ở phía Đông Nam của châu Á. Cái này, nội dung này thầy cũng đã dạy các bạn ở trong buổi số 2 rồi. Đúng không? Đáp án là C Phía đông nam của châu Á Câu số 3, 4, 5, 6 nào Anh chị uh, 2K6 cũng comment cùng với các em Xem còn nhớ bài không nhá Câu số 4 Vị trí địa lý của nước ta Đó, Câu số 4 nào Bán cầu Tây có đúng không ạ Không Nếu như thầy bổ dọc cái quả địa cầu ra làm đôi thì Việt Nam nằm bên tay phải đây là cái vùng bán cầu đông chứ không phải bán cầu tây Đó, rất gần Tây Nam Á cũng không đúng mình vừa nói bên trên xong là chúng ta nằm ở phía đông Nam Á cơ mà nên dùng từ là rất gần Tây Nam Á là không đúng trong vùng xích đạo là sai chúng ta nằm gần với cái đường xích đạo nằm gần với cái vùng xích đạo thôi, chứ không phải trong vùng câu này đáp án là C ở vùng nội chí tuyến bên trong các đường chí tuyến đấy cái này mình cũng đã học trong buổi trước rồi Câu số 4 Các bạn nào mà chưa làm bài tập nhớ làm cái phiếu bài tập thầy đăng trong nhóm miễn phí đã xong bắt đầu xem chữa nhá Điểm cực bắc trên đất liền của nước ta Điểm cực bắc là tỉnh nào hả các bạn? Điểm cực bắc ở đây chính là tỉnh Hà Giang Đúng không? Là điểm cực bắc Đáp án A này Nằm ven vịnh Bắc Bộ Và cái Hà Giang này thì không có Không có biển Không tiếp giáp với vịnh Bắc Bộ ở đây đúng không? Đáp án A chúng ta sẽ loại này nằm xa nhất về phía tây có đúng không ạ? Đó là điểm cực bắc thì phải là xa nhất về phía phía bắc ở trên đất liền. Còn C với D này giáp với Trung Quốc. Đúng rồi, câu này là C, giáp Trung Quốc. Còn gần đường xích đạo là sai, nó nằm cách xa so với đường xích đạo. À Lê Nhật Linh, Hà Giang ơi sao mà yêu thế. Có bài hát như thế luôn đấy, đúng không? Câu số 5. Điểm cực nam trên đất liền của nước ta. Cực nam là tỉnh nào hả các bạn? thực nam đó là cà mau cà mau thì có cái gì nào có nằm trên đường biên giới không đất liền không không đúng đáp án a chúng ta loại à, nằm gần đường xích đạo chuẩn luôn rồi đúng không <laughs> Câu số 5 đáp án nào? Ôi giời, năm thầy thầy có bạn Quốc Chiến chọn C, Vinh Đặng chọn B, Bích Hậu chọn C. Ôi giời, thế là ta có hai phe là cả phe B và phe C hả? À, Vinh thưởng cho Hà Giang đây thầy ơi à. Không tiếp giáp với biển là không đúng rồi, chắc chắn là sai rồi Hà. Cà Mau thì chắc chắn là tiếp giáp với biển. Đúng không ạ? Đấy, nghe nói Cà Mau xa lắm đấy, ở tận cuối bản đồ Việt Nam nó tiếp giáp với biển. À thầy chào Lê Nhật Linh, có nhớ Nhật Linh nha. Nhật Linh sau đó còn làm trợ lý của lớp thầy Tùng nữa đúng không? Câu 5 nào? Ôi câu 5 này mà thầy thấy BC đủ cả đấy. Các bạn đọc kỹ này, nó hỏi điểm cực nam mà trên đất liền. Còn đảo thì có thuộc đất liền nữa đâu, đúng không ạ? À không phải trên đảo. Từ đảo là không đúng rồi, đã là đảo thì nó thuộc cái phần phần hải đảo chứ không phải là phần đất liền. Như vậy câu này ta chọn đáp án là A. B nằm gần với đường xích đạo. Câu số 6. Rồi, thầy chào Lê Dương. Vị trí địa lý của nước ta. Đáp án A. Nằm trên vành đai sinh khoáng là không đúng. Phải là nằm địa, nằm nha các bạn nhỉ? Nằm liền kề với vành đai sinh khoáng. Ở trong vùng có nhiều thiên tai. Chuẩn luôn. Đậu rồi nhưng vẫn thích xem con ai like của thầy à? Đấy, Thảo Nhi đã nhìn nhầm đấy cả ở giữa trung tâm của Đông Nam Á chỉ là gần trung tâm Đông Nam Á thôi hoàn toàn nằm ở vùng xích đạo là sai nằm gần so với cái vùng xích đạo thầy Tùng có dạy offline không ạ à? Thúy Vi thầy có nhé Thúy Vi ơi bạn nào ở Hà Nội mà muốn học trực tiếp cùng với thầy Tùng thì có thể nhắn tin cho thầy thầy có một lớp offline duy nhất thôi à, mấy năm trở lại đây thầy mở rất ít và năm ngoái và năm nay thầy bắt đầu là rút gọn xuống chỉ còn một lớp duy nhất thôi gọi là dạy để uh, cho uh, đỡ quên cảm giác dạy offline thôi còn uh, bây giờ thì chỉ tập trung đúng một lớp offline thôi nhé. Nếu bạn nào mà muốn à, uh... đợi em đeo kính nha. À. Bạn nào muốn học lớp offline thì có thể nhắn tin về fanpage cho thầy. Sắp khai giảng lớp offline rồi. Còn lớp online thì thầy sẽ khai giảng vào ngày 19 tháng 8 nhé. Hai hôm nữa là khai giảng. Ok chưa? Tiếp tục câu số 7. Hệ tọa độ địa lý của nước ta quy định lãnh thổ. Đó. Lãnh thổ như thế nào? Đáp án A này. Nằm toàn bộ trong múi giờ số 7 không đúng đại bộ phận thôi đúng không ạ đại bộ phận nằm trong múi giờ số 7 thì mới chuẩn tiếp tục câu b trải dài trên các vĩ độ khác nhau để lại nha câu c này bao gồm nhiều đảo và quần đảo cái hệ tọa độ địa lý có quy định cái hệ thống đảo và quần đảo không không cái này nó liên quan tới những cái vận động kiến tạo cơ đúng không ạ như vậy cái hệ tọa độ địa lý những cái điểm đấy đó, kinh độ rồi vĩ độ đó, thì nó không phải là cái yếu tố để quy định các cái đảo và quần đảo nha cái này nó không phải tạo ra do hệ tọa độ địa lý có hẹp ngang theo chiều bắc nam không? ôi các bạn chọn D cũng kha khá nhỉ hẹp ngang theo chiều bắc nam không? theo chiều từ bắc vào nam thì nó phải dùng từ là gì ạ? kéo dài theo chiều từ bắc vào nam còn nếu mà hẹp ngang thì phải là hẹp ngang theo chiều đông sang tây câu này phải là đáp án B trải dài trên các vĩ độ khác nhau cái hệ độ địa lý việt nam này nó đã tạo nên một cái đặc điểm đấy là chúng ta trải dài trên nhiều vĩ độ nhiều vĩ tuyến đấy lãnh thổ việt nam sao lại kéo dài ờ, nhìn avatar của em đi thầy vẫn còn lưu luyến avatar của lớp thầy tùng hả hệ thống địa lý cơ mà đúng không ạ sao có bạn chọn đảo được mà sao lại nó nói là lãnh thổ việt nam hẹp ngang bắc nam phải là kéo dài theo chiều bắc nam nha đó nên là thầy mới bảo rằng là hôm trước học lý thuyết Hôm nay mình phải vận dụng vào bài tập để mình Khắc sâu hơn kiến thức Đồng thời không bị sai Một cách ngớ ngẩn Câu số 8 và câu số 9 Ê cuốn à Lê Thùy Hương <laughs> Bạn Hương bạn thì tác bạn Lê Thu Ngân vào bảo là Ê cuốn Có bạn nào tác bạn bè của mình vào cùng với thầy Tùng không đấy Này là buổi 3 của khóa miễn phí nha Lê Công Hậu ơi. Đây là buổi 3 của khóa miễn phí nhá. Hai buổi trước thì bạn nào mà chưa biết cách vào lớp miễn phí thì nhắn tin về fanpage, anh chị hướng dẫn cho các em. Còn lớp chính thức mà lớp có phí của thầy Tùng thì sẽ khai giảng vào ngày 19 tháng 8 nhá. Vị trí địa lý của nước ta. Đáp án A nằm hoàn toàn ở bán cầu Đông. Nào. Đây, bên trên thầy vừa nói xong đây. Nếu chúng ta bổ dọc cái quả địa cầu ra thì Việt Nam nằm bên tay phải. Bên phải là phía đông các bạn nhé, bên trái là phía tây thì Việt Nam chúng ta nằm hoàn toàn ở bán cầu đông là hoàn toàn chính xác. Đáp án A. Đó. Còn cái câu B này, ở phía đông của Thái Bình Dương là không đúng các bạn hình dung nhá. Đây là Việt Nam chúng ta đây. Đúng không? Biển Thái Bình Dương đây. Đó, thế thì nếu mà so với cái Thái Bình Dương ấy thì Việt Nam nó nằm ở bên tay trái của Thái Bình Dương. Thì bên tay trái của Thái Bình Dương nó phải là phía tây của Thái Bình Dương à, được chưa không phải là phía đông gần trung tâm của lục địa Á, Âu không phải chúng ta nằm về phía 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 phía, phía nào ạ phía đông nam à, lâu rồi nghe là thầy Tùng giảng à trên các vành đai sinh khoáng lớn phải là liền kề các vành đai sinh khoáng Đấy, ngọc sơ mà khó nhỉ không sao mình mình mới học thì mình đầu tiên học chắc kiến thức đã sau đó xem chữa bài tập thì mình sẽ quen sau đó thì hết buổi ngày hôm nay các bạn nào uh, chưa tự tin có thể làm lại cái phiếu bài tập này một lần nữa và có thể xem like chữa thêm một lần nữa nhé. Câu số 9 và câu 10. Vị trí địa lý của nước ta có đặc điểm này. Đáp án A này, nằm gần với đường trí tuyến Bắc ở oh, hoàn toàn chính xác luôn. Chúng ta nằm gần với đường trí tuyến Bắc. Off fan thì là tháng 11 nhé Vân ơi, tháng 11 thầy sẽ tổ chức offline Uh, nằm về phía nam của đường xích đạo. Nào, đây, xích đạo ở đây. Việt Nam nằm bên trên thì Việt Nam là phía nào của đường xích đạo là phía bên trên nó phải là phía phía bắc, phía dưới là phía nam, đúng không ạ? Thầy tranh thế lại. Thầy nhắc lại cho các bạn này. Đông này, tây này, bắc này, nam thì đường xích đạo nằm ở giữa này. Đó, thì Việt Nam nằm bên trên đó là phải là phía bắc của đường xích đạo cơ. Ở trung tâm khu vực Đông Nam Á thì phải là gần trung tâm thôi, không phải ở trung tâm tiếp giáp với bốn quốc gia trên đất liền trên đất liền chúng ta tiếp giáp với ba nước thôi các bạn có nhớ tên ba nước mà việt nam tiếp giáp không ta có trung quốc này lào này và campuchia ba nước đúng không câu số 10. vị trí địa lý của nước ta đáp án a nằm trọn vẹn trong vành đai ôn hòa là không đúng chúng ta phải là khu vực nhiệt đới cơ hoàn toàn nằm ở vùng nội trí tuyến chọn cả các phía đều giáp biển Đông, tất cả các phía là không đúng rồi. Toàn bộ nằm trong vùng phải là vùng nhiệt đới chứ không phải là vùng cận xích đạo, không phải toàn bộ. Đúng không? Nếu mà cái khu vực mà có cái khí hậu cận xích đạo thì nó là phần lãnh thổ phía Nam. Không thể nói được là toàn bộ lãnh thổ Việt Nam là khí hậu cận xích đạo được, thế là không đúng. Nha. Câu số 11. Vị trí nước ta ở. Đáp án A này trong khu vực gió tây ôn đới à cái, cái cái tây ôn đới thì lại không đúng cái ôn đới này không phải là làm việt nam của chúng ta câu b phía tây của thái bình dương chuẩn đây cho nên thầy vừa nói xong đây việt nam nằm bên tay trái đây là phía tây của biển thái bình dương đúng không phía bắc của chí tuyến bán cầu bắc nào đây sc đây chí tuyến bắc đây nếu mà xét về chỉ tuyến Bắc thì Việt Nam nằm ở phía bên dưới của chỉ tuyến Bắc, đó là phía nam của chỉ tuyến Bắc nhá. Phía nam của bán đảo Đông Dương phải là gì ở phía đông của bán đảo Đông Dương. Được chưa? Thầy nhắc lại là các bạn đầu tiên phải học chắc cho thầy cái buổi lý thuyết đã nhá. Học chắc cái buổi lý thuyết đã xong rồi sau đó thì chúng ta chúng ta làm bài tập thì nó sẽ thấm hơn. Đó. Câu số 12. Nước ta có vị trí ở Hôm nay nhiều các em các anh chị khóa cũ vào comment quá nhớ lại những kỷ niệm của ngày ôn thi gọi là chiến đến cùng với thầy Tùng đúng không? Đáp án A này. Khu vực nhiệt đới của bán cầu Bắc và Nam. À, chúng ta nằm ở khu vực nhiệt đới nhưng mà bán cầu Bắc thôi không có bán cầu Nam. Việt Nam không nằm ở bán cầu Nam. Trong vùng khí hậu cận, à chữ cận là sai rồi. Việt Nam phải là nhiệt đới ẩm gió mùa không phải là cận trên vành đai sinh khoáng lớn của thế giới chúng ta phải dùng từ là liền kề vành đai sinh khoáng câu này đáp án là D nơi hoạt động của nhiều khối khí thổi theo mùa câu 13 14 và 15 nằm trong vùng nội trí tuyến nên nước ta có nào hôm trước mình học với thầy Tùng rồi thầy vẽ cái biểu tượng gì các bạn có nhớ không cái chỗ độ chỉ tuyến thể vẽ một cái mặt trời. Nó liên quan tới lượng bức xạ mặt trời, lớn, nhiệt độ trung bình năm cao. Vậy đáp án nào phù hợp ở đây? Đó là đáp án A. Còn cái khí hậu thay đổi theo mùa, cái chữ mùa này, thay đổi theo mùa đó là liên quan tới vị trí nằm trong khu vực châu Á gió mùa. Lượng mưa lớn, độ ẩm cao thì là do vị trí giáp biển Đông, với những khối khí thổi qua biển Đông mang theo hơi ẩm vào trong đất liền và gây mưa lớn. Có cái nguồn sinh vật phong phú này đấy là nằm trên đường di lưu di cư sinh vật. Nha. Câu số 14. Nước ta nằm giữa xích đạo và trí tuyến Bắc nên. Nhà các bạn hình dung này. Xích đạo đây. Trên này ta có trí tuyến Bắc và Việt Nam nằm ở giữa. Có nghĩa đây là khu vực gì hả à các bạn? Đây là khu vực nội trí tuyến. Bản chất cái câu số 14 này này. Cái câu số 14 này là thay vì thầy viết là nằm trong vùng nội trí tuyến thì thầy viết là giữa đường xích đạo và trí tuyến Bắc. Nó 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 phải tư duy thêm một tẹo thôi. Nhưng bản chất nó vẫn liên quan tới vị trí nằm trong khu vực nội trí tuyến. Mà nội trí tuyến thì gắn liền với cái cái, cái từ khóa là lượng bức xạ mặt trời, nhiệt độ cao, nhiệt đới. Đúng không? Câu A này, địa hình có nhiều bậc độ cao. Cái nhiều bậc độ cao này không phải là do nằm trong vùng nội trí tuyến. Cái độ cao của địa hình ấy các bạn ạ. Đấy là liên quan tới những cái vận động kiến tạo những cái nhân tố ngoại lực tác động. Khí hậu có sự phân hóa rõ rệt thì cái này không phải do nằm trong vùng nội trí tuyến. Cái sự phân hóa cụ thể, ví dụ phân hóa theo mùa chẳng hạn, thì lại liên quan tới vị trí nằm trong khu vực châu Á gió mùa. Đấy, nên vậy C cũng không đúng rồi. Nằm hoàn toàn ở múi giờ số 7 lại càng sai, đại bộ phận. Vậy ta còn lại đáp án là B. Nằm trong vùng nội trí tuyến, lượng bức xạ mặt trời lớn, nhiệt độ cao tạo một môi trường lý tưởng để sinh vật nhiệt đới phát triển. Và vì thế sinh vật nhiệt đới đang sợ chiếm chủ yếu. Nhá. Câu số 15, 16, 17 mình có 20 câu hỏi trách nghiệm nữa các bạn ạ. Chúng ta chỉ còn lại 6 câu hỏi trách nghiệm nữa. Sau đó chúng ta đến cái dạng số 2 là dạng đúng sai các bạn nhé. Câu 15 nằm liền kề với vành đai sinh khoáng là vành đai sinh khoáng gắn với cái gì các bạn nhỉ là vành đai sinh khoáng Ngọc Sương chịu khó sau buổi ngày hôm nay thầy chữa xong thì xem lại lý thuyết một lần nữa và làm lại thứ bài tập một lần nữa nhé Ngọc Sương ơi nào liền kề vành đai sinh khoáng tạo gì sinh khoáng thì liên quan tới ạ. sinh này sinh ra khoáng sản như vậy đáp án là C nhiều khoáng sản khác nhau câu 16 câu 16 Thiên nhiên nước ta xanh tốt và giàu sức sống do À vậy ta tư duy này Cái gì để giúp cho cây cối xanh tốt ạ? À? Phải có gì ạ? À? Phải có lượng mưa Và cái gì để tạo ra cái lượng mưa rồi cái độ ẩm lớn ạ? À? Đó là do biển đông cộng với các khối khí di chuyển qua biển Mang theo hơi ẩm vào trong đất liền Tạo ra mưa, mưa thì cây cối nó nó xanh tốt Vậy đáp án nào ạ? À? Đáp án là B Khối khí đây, di chuyển qua đâu ạ? À? Qua biển Đấy, biển đông cộng gió đấy các bạn Đấy chưa? Thì nó tạo ra cái lượng mưa lớn, độ ẩm lớn, cây cối nó xanh tốt và giàu sức sống. Câu 17 và 18. Vị trí địa lý tiếp giáp biển Đông nên nước ta có. Nào, giáp biển Đông có cái gì? Đấy, vừa nói xong. Giáp biển Đông thì liên quan tới yếu tố là lượng mưa, độ ẩm, đúng không? Thầy sẽ dạy qua Facebook nha, Lê Thu Ngân ơi. Thầy sẽ dạy qua Facebook. Bạn nào đăng ký khóa học thì sẽ vào một cái nhóm Facebook riêng. Và nhóm này thì phải đóng phí thì mới được vào. Đó à cho đáp án nào các bạn nhỉ các bạn nào đọc thì các bạn sẽ thấy là ố em thấy có mưa nhưng mà nhiều đáp án có mưa lắm đúng không ở đây còn độ ẩm nữa này có thể trả lẽ đúng hết à đúng không ạ vậy mình sẽ loại trừ trước nhá đáp án d trước này mưa không đồng đều có nghĩa là mùa mưa mùa khô thì đấy là sự phân mùa mà sự phân mùa thì nó lại liên quan tới phải thêm một yếu tố nữa cho thầy đấy là vị trí nằm trong khu vực châu á gió mùa câu. Đấy, hoặc một yếu tố khác nó làm cho cái lượng mưa phân bố không đều đấy là do ảnh hưởng của địa hình. Nội dung này mình sẽ tìm hiểu trong cái bài thiên nhiên phân hóa đa dạng. Tóm lại câu D mình sẽ loại. Câu C này, biên độ nhiệt năm nhỏ. Biên độ nhiệt là sự chênh lệch nhiệt độ. Cái sự chênh lệch nhiệt độ nó không lớn thì phần lớn nó nằm ở vùng phía nam do cái nhiệt độ nó nóng quanh năm nên biên độ nhiệt năm nhỏ chứ cái này nó lại không phải trực tiếp do biển đâu nhá nên là phần phía bắc các bạn thấy này phía bắc có một mùa hạ nóng một mùa đông lạnh thì cái biên độ nhiệt cái sự chênh lệch nhiệt độ chênh lệch nhiệt độ nó sẽ lớn bởi vậy các bạn nhớ cho thầy này ở phía bắc thì biên độ nhiệt là cao còn ở phía nam nóng quanh năm nên biên độ nhiệt nhỏ được chưa như vậy c cũng sẽ loại này ta còn a với b thôi a với b cái nhiều dầu mỏ à cũng có dầu mỏ cũng liên quan đến biển nhưng mà chế độ mưa phân mùa là cái chữ mùa đại sai mất rồi cái chữ mùa này thì nó lại liên quan tới vị trí nằm trong vùng châu á gió mùa cơ tóm lại ta còn lại đáp án gì thôi đáp án a lượng mưa lớn và nhờ có biển đông khí hậu điều hòa hơn điều hòa hơn hiểu như nào ạ mùa đông thì bớt lạnh khô mùa hạ thì bớt nắng nóng hôm nay hà nội đấy trời trời ngày hôm nay hôm qua rất là nóng nhưng mà hôm nay chiều ngày hôm nay bắt đầu có cơn mưa lớn và thế là thấy là thầy chạy đi xe trên đường vừa nãy thầy chạy 10 giờ kém chạy trên đường thấy gió lùa vào hơi xe xe lạnh như mùa thu rồi đấy đúng không như trời thu đó đấy nhờ có những cơn mưa nó làm cho cái thời tiết nắng nóng nó dịu bớt đi nó gọi là điều hòa hơn bởi vậy ta dùng một cái từ ở chỗ này này có thể dùng đó là khí hậu của việt nam mang tính chất hải dương tức là mang tính chất của biển đấy các bạn câu 18 và 19 nằm trong khu vực gió mùa nên nước ta có bây giờ ta lại lại nói câu chuyện về sự phân mùa ở chỗ này đúng không cái câu d trước này cái thảm thực vật giàu sức sống thì cái này nó giống với cái câu 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 giàu sức sống này liên quan tới mưa liên quan đến biển đông cơ như vậy d mình sẽ loại câu c này tín phong hoạt động mạnh cái này hôm nào mình học bài thiên nhiên phân à, thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa mình sẽ nói cái hoạt động của tín phong đấy là do vị trí nào trong vùng nội chí tuyến các bạn nhé nhiệt ẩm dồi dào các bạn thấy này cái nhiệt dồi dào nó phải liên quan tới nội trí tuyến như vậy cái từ đầu tiên đã sai mất rồi đúng không phân mùa thì được nhưng mà cái từ nhiệt dồi dào thì phải lại liên quan tới nội trí tuyến như vậy ta còn lại đáp án a à, câu này gió mùa nên tạo ra sự phân mùa mà biểu hiện đây đó là tạo nên mùa mưa và mùa mùa khô các bạn nhớ nhé nhiều bạn không để ý các bạn cứ nghĩ rằng nhắc tới mùa mưa mùa khô chỉ có phía Nam nhưng không đầy đủ Phần lãnh thổ phía Bắc của Việt Nam chúng ta cũng có mùa mưa và mùa khô Mùa khô của miền Bắc đấy chính là thời kỳ vào mùa đông khi mà lượng mưa thấp Câu số 19 và câu 20 Hai câu hỏi trách nghiệm cuối cùng sau đó chúng ta sang dạng đúng sai và đáp án ngắn nhé Nào, câu số 19 và 20. Hệ tọa độ địa lý nước ta quy định lãnh thổ lại tiếp tục câu chuyện về hệ tọa độ địa lý. Nhiều đảo quần đảo thì không liên quan tới. Ơ ờ, câu này bị lặp lại một chút đúng không? Con này bị lặp lại rồi. Toàn bộ là sai này, câu này đáp án là B nhá. Hẹp ngang thì phải theo chiều đông tây. Câu 20 con này lặp lại một câu bên trên đúng không? Vị trí nằm trong vùng nội trí tuyến và trung tâm gió mùa châu Á nên khí hậu nước ta có. Nào, nội trí tuyến thì các bạn vẽ mặt trời ra đây. Gió mùa châu Á thì cái chữ gì ạ? Phân mùa. Vậy đáp án nào thỏa mãn được cả hai cái yếu tố này hả các em? Đáp án nào đây? À trước nhá độ ẩm cao thì cái độ ẩm cao nó lại phải trực tiếp nó liên quan tới biển đông cộng với gió. Thiếu biển đông ở đây, ta sẽ loại trước. Còn tín phong thì do nội chí tuyến thì đúng rồi nhé. Cân bằng ẩm nó cũng liên quan tới biển đông. Lượng mưa nhiều cũng liên quan tới biển. Ơ thế ra dùng loại trừ là hết rồi. Còn lại đáp án gì thôi. D. Nhiệt độ cao đấy đấy. Đúng không? Đây chính là do nội chí tuyến. Phân hóa theo thời gian. Thời gian tức là mùa đông, mùa hạ. Đấy chính là thời gian đấy. Thì đây cái này chính là châu Á, gió, mùa. Đáp án D thỏa mãn được cả hai cái ảnh hưởng này. Hai yếu tố này. Nha. đó, Thế là chúng ta đã hết 20 câu hỏi Trách nhiệm phần uh, Trách nhiệm nhiều phương án lựa chọn Các bạn làm được ổn không Đúng được bao nhiêu câu Trên số 20 Được bao nhiêu câu trên 20 câu Có hiểu bài không các bạn Hiểu bài thì comment chữ hiểu vào trong ô chat nhé Nên mình hiểu được cái phần này rồi thì comment chữ hiểu Bạn nào có chỗ nào mình chưa hiểu lắm Thì các bạn chịu khó sau khi kết thúc buổi live Thì chúng ta kéo lại chúng ta nghe lại đoạn đó học online hãy chuẩn bị cho mình một tâm thế như thế đấy là sự chủ động trong việc học của mình nhá chủ động đối với học của bản thân mình được chưa cũng hơi ổn à hiểu chưa hay à hay à đào trường hay thì phải thả tim lắc máy nhá nhiều bạn xem mà ít bạn thả tim quá nha thầy thích là màn hình của mình nó cứ rực rỡ tim thả tim nhỉ cho nó nó, nó xinh đẹp <laughs> hiểu nhưng mà làm không ổn à sách này thầy có bán không thầy á à? sách à, chương trình mới thì thầy chưa bán mai mít ạ chương trình mới thì dự kiến là cuối tháng 9 này nhá à, xin lỗi cuối tháng 8 đầu tháng 9 sẽ có bạn Hoàng Văn Thái và cùng một vấn đề thầy hỏi được nhiều thứ ghê Đó à, đấy là kinh nghiệm đấy <laughs> nào tiếp tục này chúng ta sang phần số 2 nhé dạng 2 này À, sai gần 1 phần 3 câu và không sai cứ từ từ mọi thứ rồi sẽ ổn nha Hùng Vũ dạng câu hỏi trách nghiệm đúng sai đây là một dạng mới của chương trình mới đây xin mời các bạn cùng làm thử câu hỏi này thầy cho một câu minh họa thôi còn trong đề chính thức thì các bạn sẽ có 4 câu hỏi nhé ở ờ, cái này mình học trước nhé mạnh muốn đi Hàn thả tim lắc máy thật luôn là Phương Anh bao nhiêu một bộ sách sách thầy chưa bán sách sách thầy chưa bán chỉ có là những cái bạn nào ấy mà đăng ký khóa của thầy Tùng ấy thì các bạn sẽ có một cuốn sách mà thầy đã soạn thầy đã soạn rất nhanh để để để, để rất nỗ lực đấy để để kịp có sách học trước khi bắt đầu khóa học mới đây cuốn này đó thì cuốn này thầy không bán cuốn này sẽ dành tặng cho các bạn đăng ký cái khóa à, miễn phí của thầy Tùng nhá à, xin lỗi nói lộn nói lộn đăng ký khóa có phí của thầy Tùng nhé khóa A1 khóa 1 đó đây cuốn này cuốn này nó hay to hơn mọi năm em nhận sách rồi sẽ đẹp lắm Hà Hoàng Văn Thái tiếp nha thầy tiếp tục câu tiếp theo câu hỏi trách nghiệm đúng xa mình đọc đoạn văn này vị trí địa lý của nước ta nằm hoàn toàn trong vùng nội chí tuyến của bán cầu Bắc trong vùng gió mùa châu Á và tiếp giáp với biển Đông Nước ta nằm liền kề hai vành đai sinh khoáng lớn trên thế giới và là nơi hội tụ của nhiều luồng động vật và thực vật. Đó. Ồ, phải trừ khoản thì mới vào lớp được các bạn ạ. Nhá. chúc lưu như ơi. Nào bây giờ bây giờ xem nào A là đúng hay sai nào. Vị trí trong vùng nội trí tuyến đây này. Quy định đại bộ phận lãnh thổ nước ta có nhiệt độ trung bình năm cao, nội trí tuyến, nắng nóng mặt trời. Đúng không ạ? Nhiệt độ trung bình năm cao đúng không ạ? Đúng rồi, như vậy câu A ta tích vào cái ô là đúng. Câu B này, biển đông và các khối khí di chuyển qua biển đem lại cho nước ta lượng mưa lớn. À, biển đông, các khối khí di chuyển qua biển mang đến lượng mưa lớn là đúng rồi. Dừng lại chỗ này thì đúng. Nhưng, trong suốt năm thì lại sai. Tại vì không phải thời điểm nào trong năm thì lượng mưa của nước ta cũng lớn, bởi vậy ta mới có mùa mùa mưa và mùa khô. Như vậy suốt năm là sai. Ý B, ta tích vào ô sai. Ý C này, vị trí địa lý góp phần làm cho tài nguyên khoáng sản của nước ta tương đối đa dạng. Đúng không ạ? Đúng rồi. Vị trí địa lý nằm liền kề vành đai sinh khoáng ở đây này đấy cho nên nó tạo nên cái cái lượng khoáng sản rất là phong phú và đa dạng câu d thành phần sinh vật của nước ta phong phú đây này nơi hội tụ nhiều luồng do có nhiều loài di cư di lưu à, di lưu di cư tới từ nhiều khu vực trên thế giới đó rồi xong câu này là đúng sai đúng đúng nha đúng sai đúng đúng rồi tiếp tục dạng số 3 Dạng số 3 là dạng câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn Đọc không kỹ làm sai mất ý B à Và Tuyết Nhung lại phải dò từng dòng từng chữ một nhá nó Môn địa lý chỉ có chữ gần, chữ rất, chữ liền kề Chữ trên, chữ trong thôi mà không chuẩn là cũng đã sai rồi Câu 1 Trên phần đất liền của nước ta Điểm cực Bắc ở vĩ độ là 23 độ 23 phút Bắc tại xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Điểm cực Nam khoảng vĩ độ là 8 độ 34 phút Bắc tại xã đất mũi huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau. Đó. Cho biết phần đất liền của nước ta trải dài bao nhiêu vĩ tuyến. À, muốn biết trải dài bao nhiêu vĩ tuyến các bạn lấy 23 độ 23 phút trừ đi 8 độ 34 phút. Đó, thì tương đối nhé. Tương đối thì nó sẽ ra vào khoảng mười mấy à các bạn? À, có bạn tính ra là 14,82 à. Có bạn, bạn Quang Hiếu, bạn ấy bình luận là 14,8. Sấp xỉ là khoảng 15 độ vị tuyến. Nhá. 15 độ vị tuyến. Còn câu số 2 này. Điểm cực đông là kinh độ này. Đấy, cực tây là kinh độ là 102 độ 09 này. Các bạn lấy này. 109 độ 24 trừ 102 độ 09 bằng khoảng đó các bạn chỉ lấy cái, cái, cái vế là trừ cũng được này. Chỗ này các bạn lấy dựa vào lấy 23 8, chỗ dưới này lấy 109 đi 102. Đó thì xấp xỉ. Bao nhiêu đây? 9 2 là 7, mấy ạ? À? Khoảng 7 đúng không? Khoảng 7 độ. Đó, xong. Hết rồi. Đấy thầy thầy minh họa hai câu này thôi tại vì bài này nó câu hỏi tính toán nó chỉ liên quan cái phần vĩ độ tọa độ này là chính với cả một chút, câu hỏi tính toán cái phần sau, cái phần phạm vi lãnh thổ thì hôm nay mình chưa học về phạm vi lãnh thổ nên không có bài tập ở chỗ này. Nhá. Được chưa? Ok chưa? Đó, thế thì ngày hôm nay thầy đã giúp các bạn là chúng ta đã chữa cái phiếu bài tập. Thì uh, tóm lại là ba buổi học khóa miễn phí để các bạn hình dung thứ nhất là chương trình lớp 12 học cái gì. Thứ hai là Ờ à, đúng rồi, đều trừ Thứ hai đấy là chúng ta sẽ học thử, trải nghiệm thử để xem một cái buổi học của của lớp thầy Tùng sẽ diễn ra như thế nào thì cái logic của nó sẽ là gì. Thầy sẽ dạy lý thuyết cho các bạn. Dạy lý thuyết trước này. Sau buổi học lý thuyết mình sẽ có phiếu bài tập để mình làm. Làm xong phiếu bài tập rồi thì các bạn phiếu bài tập có file PDF để các bạn in ra nhé. Làm xong rồi thì buổi tiếp theo thầy sẽ chữa cái phiếu bài tập đó. Đấy, thì cứ lần lượt như vậy. Và cứ sau một vài chuyên đề lại sẽ có một bài kiểm tra khảo sát để chúng ta già lại những kiến thức được học, nhá. Rồi chúc lưu như nhắn tin về fanpage Các anh chị tư vấn cho em, nhá. Được chưa? Các bạn chịu khó vào sớm để chúng ta kịp nhận sách trước ngày khai giảng. Thầy ơi hay quá Ngọc Sương, ờ, Dương Nhật Anh, Tân sinh viên B biên phòng chào thầy và các em. Rồi nhá, ok. À, chưa gì đã thấy thích học online rồi à Hải Hưng? Hy vọng giữ tinh thần đấy đến lúc thi nhé Hải Hưng ơi. À, mỗi buổi mình không cần quá nhiều nhưng học đâu chắc đó, học đâu thấm đó. Thứ hai học rồi học quá thu thủy đúng rồi. Hai hôm nữa mình sẽ học chính thức trong lớp tổng ôn lớp A1 nhá. À, xem biết xem điểm ở đâu à? Thực ra là cái chương cái 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 form đề mới này nó không có trách nhiệm không mà nó có cả tự luận Nên các bạn chịu khó tự chấm cho thầy nhá. Học thầy là đúng đắn nhất. Ô thầy cảm ơn bà luôn. Thích thật thầy ạ, à, Phương Thảo. Học có hiểu bài không? Bao nhiêu bạn 2K7 đang có mặt ở đây? 2K7 nghe xong có hiểu bài không? Chịu khó nhá, mình phải chịu khó. Chỗ nào mình chưa thấy chắc thì mình mở lại chỗ đó mình xem lại, nghe lại đến khi nào. Não mình nó thủng ra thì thôi, phải hiếu thì thôi. Sau đó mình sang trang chuyên đề mới. Nhá. Ok, thầy rất cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng với thầy Tùng trong buổi tối ngày hôm nay. Mình sẽ gặp lại nhau chính thức vào tối thứ hai. Tối thứ hai mình sẽ học buổi học chính thức đầu tiên. Nhớ bài luôn là Kiều Anh Thầy giảng dễ hiểu à, Dễ hiểu lắm luôn ạ à. à, Hiểu mà vẫn sai thầy ơi là Lê Chiến Nhá ok Thôi hôm nay bây giờ có thể nghỉ rồi Bạn nào cần xem lại bài thì tranh thủ xem lại bài Nhá thầy chào các bạn Bây giờ là màn gọi là kết thúc live stream Thả tim lắc máy và chào nhau Nhá bye 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 em nhận sách rồi à Phương Thảo Ok nhá Bảo Ngọc ơi em nhắn tin về fanpage nhá Nhắn tin về fanpage bảo là em muốn vào cái khóa miễn phí nhá Bảo Ngọc nhá. Yeah. Rồi right. bye bye. See you see you.